thấy bán 1 ký luôn, đẹp luôn, bảo đảm luôn, từ 1 ký. Chào bạn nha, nay mình đi thăm bẫy rắn bạn ơi. Nhiều bạn yêu cầu mình làm bẫy rắn quá, mình làm thử 7 cái nha bạn. Nhưng mà mình không có chuột, mình gài có được 4 con à, nên mình gài có 4 cái nha bạn. Bây giờ hôm nay mình gài cũng 3-4 ngày nay rồi. Bây giờ mình đi làm, mình đi thăm thử coi có con nào không nha bạn. Giờ bạn theo mình này đi thăm bẫy rắn thử nha. Đây mình đặt này cái bẫy này nha bạn. Có ổ ong nè. Vậy bữa bự mình bắt nha. Bẫy này biết có gì không biết nữa. Không bạn ơi. Chỗ cỏ thân cho nó bọc lúa đi. Đây, chúng này một cái nữa nè. Mình đặt thử bạn ơi, có 4 cái à. Còn luôn ơi. Còn chuột trống. Hai cái cho quốc rồi. Con gì nó trắng tan nát cái lưới rồi. Cắn nè bạn. Ồ, dính con chuột nữa là 2 con rồi. Có con chuột chạy vô đây nữa nè. Để đi. Cho nó bọc lúa nữa. Đây. Còn không hành. Chúng hàng khủng luôn các bạn. Khổng lồ bự lắm bạn ơi. Ba cái các bạn, 4 cái mà dính được có con một à. Chà báo kinh luôn. Đây mình ra ngoài mình lấy cho các bạn xem nha. Thường rắn hung hành này nó ở một cặp nha các bạn. Có thể là ở đây còn con nữa nha. Mình kiếm cái gì mình đựng nó, mình gài lại chỗ này nữa nha.
quá đã luôn. Con này từ 1 kg nha các bạn. Hên 4 cái tại mình làm thử nha. Mình đặt thử có 4 cái à, nó dính được 3, mình làm thứ 7 cái đó. Mà mình có 4 con chuột à, mình gài nó có 4 gài được có 4 cái à, còn 3 cái còn ở nhà. Quá đã bạn ơi. Sướng. Đây anh em. Rắn khủng nha. Từ 1 kg luôn á. Thì để mình bắt nó ra mình rồi mình đặt cái chuột khác vô nha. Mình cũng không có chuyên nghiệp nữa bạn ơi. Tại nhiều anh em kêu quá mình ham mình đi đặt á. Ôi chuột luôn bạn ơi. Nè. Mà sợ. Đấy bạn. 1 kg luôn. Đẹp luôn, bảo đảm luôn, từ 1 kg. Sợ rắn lắm. Đây. Đây các bạn. Quá đã các bạn ơi. Bỏ vô bao nha. Con cũng được rồi. Ăn chuột chết queo luôn à. Đây có một con chuột mới mình thả vô nha. Chuột này mình gài không bạn ơi, chứ mình ở đây mình không biết ai bán chứ, nên mình không có mua được. Cắn
Đây mình đặt lại cho mày nha các bạn. Cái này mình đặt cho mày nè. Hy vọng là còn con nữa nha. Đây nè, mình đặt cho mày nè. Đặt vào đây luôn đi. Thôi mình qua bụi này đặt vào đây. Bụi chuối này nè. Đây mình đặt vào chỗ cũ nha. Hy vọng sẽ có một em khác vô nha. Đây. Này như là kín lắm mọi người, không có con. Nha. Lấy căng căng thử à. Căng ra căng luôn rồi. Đây bỏ này anh bì thử coi. Ba trăm gram. Ồ, 900 gram rồi mọi người. Rồi, được rồi. Gắn vào tay bàn nha.